Rồi hôm nay thì cũng 25 rồi, hôm nay mai 25 Tết. Thì con này thì ngày hôm qua nó bị bể gạch, có ông anh đó, ở Vũng Tàu đặt cọc 5 xị 2 tầng rồi, hôm nay qua 2 tầng rồi anh em ơi, thì nó đã bị bể gạch. Thì con này thì để mình để qua Tết mình đang bán lại cho anh em nha, thổ CG. Rồi hôm nay thì quay cho nó gù chơi. Thì hôm nay qua nó qua là chủ nhật là nó bị bể cọc anh em. Như đặt cọc rồi người ta không có bắt á, bỏ cọc luôn. Con này hổng mình có đăng cho anh em nè, đăng lên mình bán rồi ông anh nó dùng tàu chốt rồi đặt cọc cho mình 5 xị. Thì mình chốt cọc cho ảnh rồi anh kêu nuôi dùm ảnh 1 tầng, rồi mình nuôi cho ảnh 2 tầng luôn anh em ơi. Thì không biết sao nhắn tin không trả lời luôn, rồi nhắn tin rồi không không thèm điện lại luôn, rồi mình bỏ cọc nha nè. Thì các anh em tuần sau thì mình qua Tết, qua Tết tầm lá mùng mình sẽ đăng bán lại cho anh em con thổ CG này. Con này nước gù này siêu gù luôn. Rồi quay xả lửa cho nó anh em ơi. Ổng mà đặt chim này người ta đặt cọc á, thì mình không dám đi gác, chứ mà phần cái mình không không có cho nó gù, giấu nó luôn. Hôm nay thì bị bể cọc rồi, mình đang xả lửa cho nó luôn sáng. Con này thì siêu gù, con này anh em nào có theo dõi kênh của mình á, thì anh em biết con này. Con này lúc trước thì mình bắt về mình cũng có chia cho anh em là giá là 3,5 triệu anh em. Thì bắt về 3-4 con thì bán hết mấy con kia rồi. Thì còn con này lại anh em không sao, lý do sao em anh em không chê con này sao không bắt, còn con này lại thì mình bắt mỗi. Thì con này thì mình bán giá không có sinh viên anh em ơi, tầm 5 triệu đổ lên đó. Để qua Tết thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Ông anh Vũng Tàu đặt cọc cho mình là mình nuôi lông lá mới ken luôn, không tương cộng luôn anh em, đâu có đi gác đâu. Thì chim đặt cọc là chim của người ta mà đâu có gác được. Thì hôm nay bỏ cọc là chim của mình xả lửa luôn, chơi tẹt ga luôn anh em ơi. Bye.
Được rồi, vô con.